Chào cả nhà, hôm nay thì kênh TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin trước trận đấu, lịch thi đấu, phân tích trước trận đấu, dự đoán trước trận đấu giữa U20 Palestine gặp U20 Nhật Bản trong khuôn khổ là vòng loại U20 châu Á năm 2023 diễn ra tại Uzbekistan năm 2023 nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thông tin trước cái trận đấu. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2022. Nó trùng giờ với lại là trận Việt Nam của chúng ta sẽ gặp Timor-Leste đó quý vị. Và hiện tại bây giờ thì cái kênh sóng của đài truyền hình Việt Nam của chúng ta chưa mua được bản quyền của cái trận đấu này. Cho nên là tạm thời quý vị và các bạn hãy cùng nghe diễn biến và cái kết quả trận đấu giữa U20 Palestine gặp U20 Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á năm 2023 qua kênh Thái TV. Quý vị và các bạn có thể là click vào đường cái chỗ mà nút đăng ký á, tức là quý vị đăng ký kênh đi là sẽ đón nhận được tất cả những cái kết quả cũng như là diễn biến trận đấu mới nhất từ kênh Thái TV nha quý vị. Và bây giờ Thái TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái nhận định trước cái trận đấu giữa U20 Palestine gặp U20 Nhật Bản. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, cái chuyến vừa rồi thì chúng ta đã qua Nhật Bản thi đấu thì giao hữu thì cả ba trận chúng ta đều thua trước tên đất Nhật, tức là trước các cái đại diện của Nhật Bản. Nhưng mà sau đó chúng ta mời U20 Palestine tham dự cái giải đấu này, và một không phải tham dự cái giải giao hữu, tức là hai trận, gồm có hai trận lượt đi và lượt về. Lượt đi thì chúng ta hòa với U20 Palestine với tỷ số là 0-0, còn lượt về thì chúng ta đã thắng Palestine với tỷ số là 2-0. Đó thì nhìn chung thì tôi đánh giá Nhật Bản mạnh hơn rất là nhiều so với lại là Palestine. Những quý vị, U20 Palestine đã có khởi đầu không đến nỗi tệ ở vòng loại U20 châu Á năm 2023. Ở trận ra quân gặp đối thủ được đánh giá là đồng cân đồng lạng U20 Yemen thì U20 Palestine giành một điểm với kết quả hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu. Lượt trận thứ hai hôm 12 tháng 9 năm 2022 vừa qua, U20 Palestine giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U20 Guam. Thế nhưng ở trận đấu tiếp theo, U20 Palestine lại sớm bị nghi ngờ về khả năng có điểm bởi đối thủ của họ là đội bóng được đánh giá cao nhất cái bảng C, đó chính là U20 Nhật Bản. Tại bảng đấu đang diễn ra ở Lào, U20 Nhật Bản dù chưa tung ra đội hình mạnh nhất vẫn dễ dàng có thắng lợi 4-0 trước chủ nhà U20 Lào ở trận ra quân vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Tại vòng loại U20 châu Á năm 2023, đội đầu bảng chắc chắn đi tiếp, vì vậy U20 Nhật Bản chắc chắn sẽ không thi đấu kiểu chủ quan, bởi một trận hòa thôi cũng có thể khiến họ phải xếp thứ hai chung cuộc trong bối cảnh đang có lợi thế về lịch thi đấu. U20 Nhật Bản hứa hẹn sẽ bung sức để đánh bại đối thủ được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đó chính là U20 Palestine. Đó thì Thai TV dự đoán rằng là Nhật Bản sẽ thắng là 2-0 nha quý vị, sẽ thắng Palestine với tỷ số 2-0. Quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này là sẽ biết được mình khả năng mình dự đoán như thế nào nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thống kê 5 trận gần nhất của U20 Palestine như sau. Ngày 12 tháng 9 năm 2022 thì Guam đã để thua Palestine với tỷ số là 0-5. Ngày 10 tháng 9 năm 2022 thì Palestine và U20 Yemen đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Ngày 6 tháng 9 năm 2022 thì Việt Nam đã thắng Palestine với tỷ số là 2-0. Ngày 3 tháng 9 năm 2022 thì Việt Nam đã hòa với Palestine với tỷ số là 0-0. Ngày 3 tháng 8 năm 2022 thì Ả Rập Xê Út đã thắng Palestine với tỷ số là 5-0. Ngày 31 tháng 7 năm 2022 thì Jordan đã hòa với Palestine với tỷ số là 1-1. Đó chính là cái thành tích của các cái trận gần nhất của U20 Palestine. Và bây giờ thì thống kê các trận gần nhất của U20 Nhật Bản như sau. Ngày 12 tháng 9 năm 2022 thì Lào đã để thua Nhật Bản với tỷ số là 0-4. Ngày 17 tháng 12 năm 2019 thì Tunisia đã để thua Nhật Bản với tỷ số là 1-3. Ngày 4 tháng 6 năm 2019 thì Nhật Bản đã thua Hàn Quốc với tỷ số là 1-0.
ngày 25 tháng 5 năm 2019 thì Ý và Nhật Bản đã cầm hòa nhau. Ngày 26 tháng 9 năm 2019 thì Mexico đã để thua Nhật Bản với tỷ số là 3-0. Ngày 24 tháng 5 năm 2019 thì Nhật Bản đã hòa với Ecuador với tỷ số là 1-1. Ngày 17 tháng 5 năm 2019 thì Colombia đã thắng Nhật Bản với tỷ số là 2-1. Đó. Rồi ngày 25 tháng 3 năm 2019 thì Mỹ đã thắng Nhật Bản với tỷ số là 5-0. 2-1 nha quý vị. Ngày 24 tháng 3 năm 2019 thì Argentina đã thắng Nhật Bản với tỷ số là 1-0. Ngày 21 tháng 3 năm 2019 thì Phần Lan đã thắng Nhật Bản với tỷ số rất là đậm là 4-1. Đó chính là những cái thành tích gần nhất của U20 Nhật Bản. Và bây giờ thì là thành tích đối đầu. Thật sự thì cả hai đội này chưa từng gặp nhau trước đây và chưa có cái lịch sử đối đầu. Nhưng mà THTV vẫn dự đoán có cảm giác như là Nhật Bản sẽ thắng Palestine một cách dễ dàng 3-1 chẳng hạn. Còn quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Và bây giờ thì THTV cũng xin thông qua cái bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á năm 2023 như sau. Ở bảng A thì Uzbekistan là xếp vị trí thứ 1, Ả Rập Xê Út xếp vị trí thứ 2, Trung Quốc xếp vị trí thứ 3, Malaysia xếp vị trí thứ 4, Maldives xếp vị trí thứ 5. Group B thì Bangladesh số 1, Qatar số 3, Bhutan số 3, Bahrain số 4 và Nepal số 5. Còn group C gồm có các đội số 1 Palestine, số 2 Japan, số 3 Lào, số 4 Yemen, số 5 số 5 là Guam. Đó, còn tới group D là số 1 là Syria, số 2 là Turkmenistan, số 3 là Jordan, số 4 là Chelsea, số 5 là Northumbria. Đó. Quý vị và các bạn đã thấy nhìn chung là cái bảng xếp hạng cũng phản ánh được cái thực lực và các đội đã tham dự ở vòng loại U23 châu Á năm nay nha quý vị. Hãy cổ vũ cho tất cả những cái đội bóng mà mình yêu thích. Quý vị và các bạn thương Thái TV thì hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349. Hoặc giả là quý vị và các bạn cũng có thể kết bạn Zalo qua số 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua. Tức là đăng ký kênh sẽ được giảm ngay 20% nha quý vị. Và bây giờ xin trân trọng chào.